Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về origami của thằng thầy Lợi nha các bạn. Thì hôm nay là hướng dẫn cho tất cả các bạn cách gấp một cái bộ đồng phục trẻ em nè, được chưa? Đây là áo sơ mi nè, còn đây là cái quần nè các bạn, được chưa? Đây là bộ đồng phục đi học nè, ok chưa? Rồi, thì để gấp được như thế này thì các bạn chuẩn bị giúp Lợi hai cái tờ tiền. Đây, hai tờ tiền, được chưa? Rồi bắt đầu nè, thứ nhất mình sẽ gấp cái áo, sau đó mình gấp cái quần. Đây, nhất gấp 1/3, gấp ra phía sau các bạn. Đây, đó, gấp ra phía sau, sau đó gấp đôi lại, sau đó gấp thằng này trùng với cái cạnh mới vừa gấp, tương tự cạnh kia cũng vậy. Được chưa ạ? Sau đó nè, gấp cạnh này nè. Đó, để tạo ra cái tai đó các bạn, để tạo ra cái tai, tương tự đây cũng vậy, được chưa? Sau đó quay lại đầu này, các bạn gấp ngang đây nè, ra phía sau để tạo ra một cái cổ áo, cái cổ áo. Đó. Sau đó gấp cái này nghiêng vô tạo ra một cái tam giác và nhớ đặt điểm nha, để cái chỗ này là để làm cái móc nha, cái móc ngay chỗ này nè, gài nè. Được chưa? Tương tự đây cũng vậy. Đó. Sau đó các bạn úp đôi lại, gấp đôi lại và móc vô đây để cho nó cố định cái áo. Đó. Bạn muốn đẹp á thì các bạn chia đều ra. Ok chưa? Đó, vậy mình ra cái áo nè, tới cái quần. Tới cái quần. Đây, cái quần. Thì các bạn gấp đôi nè, các bạn đừng để ý cái hình ảnh trong đó nha các bạn, các bạn cố gắng đây gấp đôi lại nữa và tiếp tục đây cũng vậy. Nếu các bạn thấy gấp lẹ quá thì các bạn có thể chỉnh chế độ quay chậm nha các bạn. Đây gấp đôi lại và tiếp tục gấp đôi lại. Sau đó các bạn nhét vào đây, nhét vào đây, được chưa? Và các bạn băng ra, đó, băng ra, ok chưa? Vậy mình đã có một bộ đồng phục trẻ em nè, bộ đồng phục đi học nè. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.